Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong video hôm nay. Trên tay em hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là van hằng nhiệt của Mazda BT50 và Forerunner 2002. Sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản. Mã sản phẩm của nó là KL01-15-17-1A. Đây là cái mã vạch của sản phẩm. Quantity là số lượng là một cái. Đây ạ. Dùng cho Mazda, Geely Pass hoặc là Ford, nó có thể lắp chung. Đây là quy cách đóng gói của sản phẩm. Mỗi một chiếc van hằng nhiệt sẽ được để trong một chiếc hộp này. Đây. Nó đây, đóng gói cũng rất chi là đơn giản. Đây, mỗi một chiếc van nó được sử dụng. Đây, bây giờ em sẽ bỏ ra và em và mọi người sẽ cùng xem. Đây, với cấu tạo là một nò xo bao bọc phía ngoài cái van, khi mà máy hoạt động nóng thì muốn hoạt động được thì cần qua cái van này, đóng mở của van này để bảo vệ cho máy hoạt động tốt hơn. Đây, anh em có thể nhìn qua về sản phẩm này. Đây, đây là cái mã của nó này. Cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp. Em xin chào.